Rồi, thì chúng ta làm một số bài tập mà đơn giản trước đấy nhé. Bây giờ như này, tôi sẽ liệt kê một số các dạng này. Chúng ta sẽ làm một số bài tập mà chúng ta sẽ dùng chữ ký ra làm bài tập luyện cái ghi đặt phần và ký ra file nhé. Bây giờ chúng ta làm cái bài một này, tức là chúng ta nhập từ một cái file text, một cái dãy số, chúng ta sắp xếp dãy số đó theo một cái thuật toán đã biết, ví dụ như là quýt sỏ chẳng hạn. Chúng ta lại ghi ra, cái tệp đó. Ví dụ như nhé, cái tệp input như thế này. Input nó có dạng như sau, nó có dạng là dòng đầu tiên là cái số n, như là 5. Và dòng thứ hai là n cái số đó, ví dụ như là 1, 0, 1, 7, 6. Như vậy đây là cái tệp, mà input nhé. Bị output là như này. Output cũng là như vậy, chúng ta ghi ra cái tệp đó, nó có dạng là dòng đầu tiên là cái số n đó. Và tiếp theo là cái dãy số đó, nhưng mà sẽ theo tự tăng dần, trừ 1 này, 0 này, 1 này, 6, 7. Đơn giản như vậy đấy nhé. Và chúng ta yêu cầu là gì? Chúng ta dùng là quicksort. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử bài tập đầu tiên nhé. Thì đầu tiên tôi tạo ra cái dãy số đó nhé. Tôi tạo ra cái dãy số, ví dụ như là tôi tạo ra là 10 chẳng hạn. Dãy số đó của chúng ta dòng thứ hai sẽ là như là 1, 0, 4, 7, 8, 11, 6, 2. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và đây là 10 5. Thì tôi ghi tiểu ra dưới cái dạng làm cái file text. Tôi phải chọn cái kiểu của nó là kiểu plain text. Chọn cái kiểu là plain text đây. Và tôi đặt cái file này, ví dụ là tên là input. Ví dụ input đúng không? Input 1 đi. Chấm.imp. Đúng là đã tạo rồi. Bạn như này nhé. Rồi đây là dữ liệu đầu vào đây, và tôi sẽ tạo ra một cái mới ở đây. Tôi sẽ đặt tên cho bài tập, chúng ta sẽ sắp xếp nhân đọc. Đọc dữ liệu. Từ tệp. Tệp in ra. Sắp xếp. Và ghi ra file, ghi ra tệp. Thì trước khi mà vào cái phần để đọc ghi dữ liệu, tôi sẽ viết trước cái phần quicksort đã nhé. Thì có nhớ lại bài hôm trước nhé. Thì chúng ta sẽ dùng cái chúng ta sẽ nhớ lại, chúng ta dùng cái quicksort, chúng ta dùng hai hàm. Cái hàm là hàm gọi là hàm phân đoạn, hàm thứ hai là hàm chính, hàm quicksort. Chúng ta sẽ sử dụng cái quicksort là sắp xếp nhanh tại chỗ nhé. Thì nhớ lại một chút này, đầu tiên là cái hàm là. Dạ em thầy, thầy chia sẻ màn hình cho mẹ em không nhìn được. Sao? Không thấy à? Thầy chia sẻ màn hình em. Mình chia sẻ rồi mà. Lớp mình các bạn có nhìn gì không? Dạ thấy thầy ơi. Thấy mà. Em xem lại nhé. Sống mạng với bạn ơi. Chắc là... phải đồng lại máy đi bạn. Thì cái hàm mà cái phần lõi chính cơ bản nhất của thuật toán sắp xếp nhanh là chính là cái thuật toán phân đoạn rất quan trọng. Thuật toán này là nó chỉ có độ nó chỉ có thời gian là ON thôi. Và chúng ta sẽ viết cái hàm phân đoạn đó dưới cái dạng là đầu tiên là dãy A, sau đó là từ hai cái chỉ số là left và right. Như vậy đây là cái hàm là gì? Phân đoạn cái dãy A từ chỉ số left đến chỉ số right, mà nó trả về cái chỉ số là pivot, là cái chỉ số đó như sau, là chính cái vị trí pivot đó là nó chia ra như sau, là cái phần bên trái
bên trái của cái chỉ số Facebook đó là nó có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị Facebook, và bên phải lớn hơn bằng cái chỉ số giá trị của Facebook đó, hoặc là nó gọi là phần tử chốt ấy, rất quan trọng. Thì đây là toàn bộ cái sắp xếp nhanh nó dựa trên cái toán phân đoạn này. Thì có rất nhiều cái phương án để tạo ra phân đoạn, thì tôi sẽ sử dụng cái phương án đơn giản nhất nhé, mà hay dùng nhất. Chúng ta lấy cái giá trị của phần tử bên trái là phần tử chốt, tức là P bằng left, như vậy ban đầu đặt như này. Như vậy là đầu tiên đặt là cái để dùng cái lấy cái AP chính là cái A left phần tử bên trái của A là phần tử chốt, sau đó chúng ta sẽ là như thế. Thì như vậy là chúng ta đặt là pivot, pivot chính là bằng là AP chính là phần tử bên trái. Có thể trên thực tế có thể dùng phần tử bên phải hoặc có thể bất kỳ ở giữa cái A đó làm cái chốt, nhưng mà thông thường người ta hay dùng bên trái. Cho nên tôi sẽ phân tích rằng là phân tại bên trái thì nó có nhiều điểm gì, tôi sẽ nói ngay bây giờ, nhưng mà lát nữa nhé. Chúng ta tập nhau làm này. Chúng ta nghĩ lại như sau, rất đơn giản, chúng ta đặt cái chỉ số Y ban đầu là đặt bằng P, sau đó chúng ta cho cái phần tử G. Phần tử gì cái biến gì là chạy từ P cộng 1 sang bên phải nhé. G in range bắt đầu từ phần tử left cộng 1 đến right cộng 1. Như vậy là ban đầu là như sau. Y thì bằng P nhé. Còn G chạy từ left cộng 1 đến right, từ left cộng 1 đến right đấy. Và chúng ta luôn kiểm tra nếu mà gặp phần tử AG mà nhỏ hơn hoặc bằng P, nhỏ hơn bằng pivot, thì chúng ta đổi, chúng ta tăng Y lên 1, chúng ta đổi chỗ Y. Thì như vậy là sau đó thì các phần tử trước Y sẽ là phần tử được sắp xếp nhỏ hơn bằng pivot, còn các phần tử từ Y đến G là lớn hơn pivot. Nhưng lại chúng ta làm như sau này, nhưng lại trên đường ra duyệt đầu cuối, nếu AG mà nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt pivot, pivot nhé, thì lập gì thì lập tức chúng ta tăng Y lên một đơn vị, bắt đầu Y là bên trái, Y lên một đơn vị, và chúng ta sẽ đổi chỗ AI phẩy. Chúng ta là còn tạo ra những lại một chút nha. Bằng A, G. Nhưng mà sau lệnh này thì phần tử AI đó sẽ đổi chữ A, G và AI đó chữ nhỏ hơn bằng pivot. Như vậy là trừ phần tử đầu tiên là P rồi thì tất cả các phần tử tiếp theo từ pivot, từ P đến Y sẽ nhỏ hơn bằng pivot. Còn còn lớn hơn thì chúng ta bỏ qua. Được chưa? Bỏ qua. Như vậy là cái nếu mà G mà như vậy là cái phần tử G đó nếu mà nhỏ hơn thì chuyển sang Y, còn nó lớn hơn thì bỏ qua. Được chưa? Thì cái đây cuối cùng đây thì khi mà chúng ta làm xong, khi cho chạy G đến tận cuối cùng ấy, thì suy ra sau suy ra là tất cả các phần tử ở phía trước Y thì sẽ nhỏ hơn bằng pivot. Còn sau Y thì lớn hơn pivot, và cuối cùng chúng ta chỉ được đổi chỗ cái phần tử pivot đầu đến Y là được thôi. Chúng ta đổi lại AP. Sau cái lệnh này thì để làm gì? Sau lệnh này thì làm sao để cho cái phần tử cái chỉ số Y đó chính là thực sự là nó là pivot thực sự. Đấy. Cái AP chính là pivot đó, nó sẽ lơ tất cả phần tử ở bên trái và để chúng ta sẽ return Y. Thực sự nó chính là biển, nó chính là Y. Rất đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Thì đây chính là một trong cái cách sử dụng của cái thuật toán phân đoạn rất là hay. Mình chúng ta mô tả chính cái phần chính là quicksort. Như sau nhé. Tạo đặt tên đặt cho nó tính từ left đến right. Để chúng ta lợi dụng, chúng ta sẽ gọi để quy được
chính là chị làm, chính là chị để chị nhé. Đấy. Thì kiểm tra như xong này, if nếu mà left mà nhỏ hơn right thì mình làm, không thì thôi, bằng right thì bỏ qua nhé. À, có một phần cửa thì ta sẽ bỏ qua. Như sau này, chúng ta đặt P bằng partition. Đấy, partition của A, left, right. Thì sau cái lệnh là sau cái lệnh này này thì P trước vị trí nó là chỉ số pivot, thì tất cả các từ ở bên trái pivot thì nhỏ hơn bằng bằng AP, còn bên phải của P sẽ lớn hơn hẳn AP, cho nên chính là P trước cái giá trị phân đoạn đấy giữa. Sau chúng ta gọi để quy thôi, gọi quick sort A left, chúng ta gọi để quy đây là P chỉ một. Từ bên trái của từ left trên A trên AP trên một là nhỏ hơn bằng pivot, chúng ta gọi để quy. Và tiếp theo chúng ta gọi bên phải quick sort của A và đây là P cộng một rồi, được chưa? Và cái hàm mà hàm quả chính sẽ là cái hàm mà là quick sort là A không và là n trừ một, n là độ dài của A, được chưa? Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm cái việc đọc dữ liệu. Bây giờ chúng ta đặt cái hàm, chúng ta đặt tên là fi là cái tên file đọc vào nhé. File đọc vào của chúng ta chính cái file là input đấy, đúng không? Input. Input 1 chấm in. Được chưa? Đấy. Còn cái file out tôi để file out. Đặt tên là fo. Tôi đặt tên là output đi. Hay là kết quả chấm out. Như vậy là cái dữ liệu đầu vào nó sẽ là cái này, còn đầu ra nó là cái dữ liệu này. Thì thường là tên phải phía trên cho nó dễ thằng thôi. Bây giờ tôi làm game tiếp theo, tôi mô tả em hai cái hàm đọc dữ liệu và một cái hàm là ghi dữ liệu. Tôi có thể trên cùng cái hàm kia ở dưới nhé. Thì viết cái hàm đầu tiên là cái hàm đọc dữ liệu, được chưa? Def này, nhập dữ liệu đầu vào là một cái f name bất kỳ, đặt tên tổng quát như thế. Và cái gọi là kia chính là cái hàm fi này, cái tên fi này chính là file input đây, được chưa? Một giờ đầu đọc nhé, đọc thì lệnh readline thôi, lệnh này là hay đọc nhất nhé. Readline bây giờ chúng ta cùng nhau mô tả cái tôi ghi lại là cái hôm nay chúng ta nắm trong cái tụi bà kia quên nguy ghi đâu nhỉ? Nhưng nhầm đó. Đây là cái file là sắp xếp đi. Sắp xếp nhanh đi nhé. Nó là 78. Cái này tôi quên chưa ghi ra ghi đâu. Tôi không quên ghi đâu nhỉ? Tôi ghi. Tôi sẽ lẽ phải vào đúng chỗ nào. Này, tôi chưa ghi đấy. Tôi chưa ghi vào cái thư mục đúng của tôi. Phải ghi cái thư mục của lớp chúng ta. Lớp này đây. Ghi vào đây nhé, cái hai cái file đi cùng một thư mục input đi, được chưa? Thì cái dòng đầu tiên tôi phải là f là open, đầu tiên phải mở cái file này, đây là fi này, mở cái file là fi này. Cái file chúng ta là số cho nên chúng ta mở là được thôi, chúng ta không cần thiết. Nhưng mà đúng hơn chúng ta phải để phẩy xong mở ngoặc chữ R này đấy, thì là đúng nhất. Còn nếu mà cái file đó mà có cả chữ tiếng Việt thì phải thêm cái dòng là encoding như này bằng UTF-8 để nó đúng hoàn toàn. Nhưng mà file chúng ta là cái file toàn số cả, chứ là cái encoding này là không cần. Cái R này cũng được bỏ qua. Chứ mà này tôi ngắn gọn lại, tôi bỏ hết đi cũng được. Cho nó nhanh, thì tôi xóa đi này. Còn nếu mà file ra là phải có chữ, mà có chữ Việt thì ta sẽ phải làm. Đấy. Được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhập vào cái số N. Tôi đọc N bằng này. Là f.readline, chúng ta chú ý luôn là cái dòng là readline nhé. Readline là cái đọc từng dòng một của f.
thì khi đọc vào nó sẽ là đây, đọc vào nó sẽ là cái này, nó sẽ là một cái sâu chúng ta phải chuyển sang số bằng lệnh gì, bằng cái lệnh là in đấy. Được chưa? Xong bước tiếp theo, đọc tiếp theo là đọc cái hàng hai chính là cái này này, hàng hai chính là cái này. Chúng ta đọc line bằng là F chấm red line. Đọc hai lần đấy. Lần một là đọc cái này, lần thứ hai là đọc hàng hai. Và việc từ này tôi sẽ chuyển sang kia dạy A. Tôi phải dùng cái lệnh này, tôi đã làm sâu. Tôi phải dùng lệnh split, tôi tách thành dạy cho tôi chuyển sang dạng là số nguyên, đưa vào cái A nhé. Thì làm như sau này, tôi đặt là A bằng này. A bằng như sau, dùng lệnh là tạo dãy nhanh nhé, in x for x in line chấm split split thế thì đúng nhất. Sau này chúng ta sẽ khi dùng xong ấy, chúng ta phải đóng lại, phải close lại. Sau chúng ta sẽ return. Thực ra cái với cái hàm này thì cái end này là không cần end chỉ một dạng của A tự nguyên nên tức là cái lệnh này là không cần chưa được. Cái end này thực ra là cái bên này thì không cần, bên khác thì sẽ cần. Đây như vậy đây chính là cái A là đây nhé, là A này. Biến tôi làm sau khi mà các A rồi tôi sẽ dùng viết cái hàm thứ hai là ghi ra. Thằng ghi ra cái em tạo ra cái file nó dạng như thế này. Đây, dạng như này. Như này nhé, thì làm như sau. Thì khi ghi ra file thì theo tôi các bạn và chúng ta dùng lệnh là ghi dữ liệu. Ghi dữ liệu. Ghi đâu? Ghi dữ liệu ghi dãy A. Ghi ra cái file là phải FO. Đầu tiên mình nó hai cái hàm số. Một bên là cái dữ liệu là cái dữ liệu mà tôi đang sắp xếp xong, mà tôi ra cái file là file cái tên là FO đây. Là cái file này, được chưa? Rồi tôi làm như sau này. Cũng như vậy tôi biết là F bằng được tôi phải mở cái file này ra. F này. Nhưng mà mở ra thì tôi phải dùng cái là cái thuộc tính là V kép. Nếu mà cái file này là có chữ Việt thì chúng ta phải thêm cái anh cũng đi nữa bằng UTF-8. Còn nếu cái file số thì chúng ta không cần. Hoặc là phát toàn tiếng Anh cả thì không cần. Thế bây giờ ghi ra ghi như nào? Thì cách theo tôi là cách hành nhất là chúng ta ghi ra giống hệt lệnh chúng ta dùng lệnh print thôi. Nhưng mà thêm một cái thuộc tính nữa, thêm một cái tham số nữa vào để ghi ra file. Cái làm như xong nhé. Đầu tiên tôi ghi ra cái chữ N trước, đúng không? N chính là len của A. Thế làm như xong tôi dùng lệnh print. Bình thường mà print ấy in ra tôi dùng là len của A như thế này để in ra màn hình như thế này, đúng không? Nhưng mà tôi muốn in ra file thì tôi viết thêm một dấu phẩy, tôi viết là F viết là file bằng cái đối tượng chúng ta là F thêm cái này rất đơn giản. Thế theo tôi khuyên chúng ta nên dùng lệnh print để in ra file, đây là lệnh print chúng ta dùng rất quen rồi ở trên thực tế rồi, chúng ta chỉ phải thêm cái này nữa, thêm cái này nữa xong thêm vào cuối của thì ngay là sau cái tham số in ấy. Đây chỉ ra dòng đầu tiên là cái dòng n, xong tiếp theo chúng ta in ra dòng tiếp theo thì ra như sau. Chúng ta chỉ việc là for i in range len a đấy là như này, và chúng ta print for i là dùng lệnh là print đến A I như này, xong A I nhé, là file bằng F mà I ra file, đồng thời I ra chữ hàng ngang cho dùng thêm lệnh cái N bằng này nữa, vẫn như bình thường nhé, không hiểu gì cả. Đây chính là lệnh là I ra chữ hàng ngang đây. Bình thường A I mà N bằng này I ra chữ hàng ngang, thêm cái file này vào thì được I ra file. Và như là ghi in xong chúng ta phải đóng lại, chúng ta phải F, close lại. Đấy, được chưa? Đây, ghi ra file đây.
Đây, còn đây là lệnh nhập dữ liệu đây nhé. Thì mình làm hình chính này, đây đây nhé. Tôi làm đây phần gì chính đây. Chính như này nhé. Đầu tiên chúng ta nhập dữ liệu từ viết A bằng nhập dữ liệu. Đây, nhập dữ liệu FI. Lệnh này là gọi cái hàm này này, gọi cái hàm này. Được chưa? Gọi cái hàm này. Đó. Xong lệnh thứ hai là chúng ta sắp xếp, chúng ta dùng là put sort a phải 0 và len a. Xong lệnh thứ ba, lệnh ghi dữ liệu a ra cái dữ liệu là fo. Fo đấy. Được chưa? Tôi chạy thử nhé, xem được không nhé. Xem nó lỗi không lỗi. Chuyện nhầm như chỗ này là fo. Đấy, nhầm chỗ này nhé. F là đối tượng file, còn fo là tên file đây. Đấy, tôi chạy lại cho xem, chạy lại nhé. Xong rồi vì tôi mở xem nó có file kết quả này, đây nhé. Cái này -8 -4 01 2 5 6 7 17 đúng rồi, đây là 10. Vậy ý ra là đúng rồi nhé. Đó là cái ví dụ đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp sang ví dụ thứ hai nhé, để cho thầy cô thấy là cái bài nữa cho nó hay này. Mà số 2 vẫn là cái bài liên quan đến sắp xếp nhưng mà nó khác một chút nhé. Mà số 2 là như sau. Mà số 2 chúng ta nhập từ bàn phím như sau. Input là từ file. Từ file như sau. Gồm có là một cái sách học sinh trong lớp, gồm có tên và điểm số. Đây. Gồm có như sau này. Đầu tiên là N. Sau là tên như là Hà hay là tên, có thể là một tên, không thể là có thể làm cả họ là đầy đủ nhé. Hà sau đó là 7.3, sau đó là Bình 5.0, Bùi Quang, ví dụ thế nhé. Bùi Quang là 9.1, như vậy. Chỗ này tất cả chỗ này là N cái học sinh ở trong lớp. Đây là input nhé. Input chúng ta đặt tên là data.in. Vì output là tôi sẽ sắp xếp lại tên học sinh của trong lớp, mà sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm. Tôi muốn ai điểm cao thì lên trên cùng. Và đầu tiên vẫn là n nhé. Sau đó là tôi sắp xếp thẳng dần, viết là Bùi Quang trước này. Bùi Quang 9.1, thế như vậy thôi. Tiếp theo là Hà 7.3. Tiếp theo là Bình 5.0. Đấy. Đấy mà cái cụ thể in ra đây là N. Cái bài này khác một chút, này khác với bài trước một chút. Để cái bài này N là có ý nghĩa nhé. Được chưa? Mà tôi sẽ dùng ngay cái em vẫn là dùng cái quick sort chúng ta làm để cho nó thuận tiện, mà để chúng ta cùng nhau so sánh xem là cái quick sort có nhanh và nó hay như nào nhé. Rồi bây giờ ta cùng nhau làm này. Thì cũng vậy, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái tệp input trước nhé. Đặt tên là data nhé. Bây giờ đặt 6 người đi nhé. Cho nhanh là Hà này. 7 để thu nguyên để số của tôi sẽ là số tôi phân, nhưng mà tôi cũng để như là Bình này là 6.1 này, Ngọc này 9.9 này, ví dụ thế nhé. Đây sẽ là có thứ Việt đúng không? Oanh là 10, nhưng mà đây là 4 người đúng không? Trần Bình 8.1, 10 nữa đi. 10 nữa là
hai người, một người Đạo Anh, một người Hạnh, được chưa? Đấy. Ví dụ thế nhé, Hồng tôi thử để là Vinh này. Vinh. Đấy. Vậy là đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Tôi ghi ra cái tệp này là tệp. Đó là plain text. Plain text nhé. Đặt tên là điểm. Data. Data.in. Còn cái file output ra chúng ta tên là file điểm. File output ra tên là file điểm. .out. Điểm chấm A. Được chưa? Ví dụ tôi nhé, tôi sẽ sử dụng cái thuật toán quicksort, nhưng quicksort là theo điểm nhé, cho nó phức tạp một chút nhé. Đấy, chúng ta chỉ cho nó hơi khó một chút đấy. Thì làm thế nào bây giờ ta sẽ cùng nhau bàn cái này nhé. Cách nhập ra làm sao, tôi xếp ra làm sao, ta cùng nhau bàn một chút cách làm như nào cho thuận tiện nhé. Để vẫn dùng lại được cái quicksort kia. sắp xếp theo điểm số. Mà chúng ta vẫn cứ dùng lại cái quicksort nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu data này vào một cái vẫn vào một dãy A. Dãy A đó là mỗi phần tử dãy A nó gồm có hai là một cái tuple gồm có hai phần tử, một cái dãy con ấy. Phần tử nhất là sâu, phần tử thứ hai là một cái số là số. Mà chúng ta sẽ sắp xếp lại cái dãy này theo phần tử thứ hai, được chưa? Thì tôi luôn đấy nhé. Chúng ta làm xong được là cái bài thứ hai đấy nhé. Chúng ta ghi luôn vào cho tiện nhé. Để dễ này, chúng ta dễ này. Bộ dữ liệu được lưu trong dãy A có dạng. Dạng như sau, A này bằng này. Đầu tiên là giữ như là A này. Đấy, xong tiếp theo là cái dỗ của chúng ta này. Dỗ của chúng ta này là đây. A là 7 bình 6 chấm 1 nhé. A là 7. Đây như này nhé. Đấy. Đây như này cho tiện nhé. Được chưa? Xong phẩy. Xong tiếp theo là bình. Bình nhé. Xong tiếp theo là 6 chấm 1. Đấy, vậy là cái này có thể mỗi phần tử này có thể là hoặc là dùng list nhé, hoặc là dùng tuple cũng được, không sao. Đây thì dùng tuple cho hay hơn, cho phải hay hơn nhé. Đấy. Như vậy là dãy A của chúng ta sẽ là cái dạng này, và tôi sẽ sắp xếp dãy A. Nhưng mà khi mà chúng ta một cái các phần tử đó là cái tuple hay là list, thì bản thân cái tuple và list nó có gọi là sắp xếp theo từ điển nhé. Ở trong Python, bạn chú ý ở trong Python ấy. Thì mà cái em làm cái dãy số bất kỳ, cái dãy bất kỳ phần tử nó có thể là sâu, nó có thể là số ở trong tuple nhé, ở trong Python nhé. Thì các phần tử dạng list hoặc là tuple thì nó có cái sắp xếp mặc định, nó có cái sắp xếp tự nhiên theo từ điển là như sau nhé, là như này này.
Đấy, này nhé, hai phân tử bất kỳ. Ví dụ như là A, xong đây nó là cái số bất kỳ như x gì. Số thứ hai, so sánh số thứ hai là B và Y. Đấy. Thì nó là như sau nhé. Thì nó so sánh là gì? Là A với B trước. Nó A bằng nhau thì so sánh x và y. Đấy. Thì như này, như này, nếu này, nếu mà A mà nhỏ hơn B thì suy ra, tôi gọi cái này là phần tử này là phần này là P nhé, P này, phần này gọi là Q nhé. Thì nếu A nhỏ hơn B thì suy ra là P nhỏ hơn Q. Đấy. Còn nếu A mà lớn hơn B thì suy ra là P lớn hơn Q. Vậy nó xếp theo phần tử thứ nhất trước. Còn nếu từ tiết mà bằng nhau ấy, thì nó xoay tiếp theo phần tử thứ hai. Bây giờ tiếp theo là nếu A bằng B thì xoay tiếp. Nếu mà x thì mà lớn hơn y thì suy ra là P lớn hơn Q. Nếu x thì mà nhỏ hơn y thì suy ra là P nhỏ hơn Q. Còn nếu x thì mà bằng y thì suy ra là P sẽ bằng Q. Đây là cái này là sẽ theo tự điển, nó sẽ theo phần tử thứ nhất trước, sau phần tử thứ hai. Suy ra là với cái báo của chúng ta thì ta cho là tên trước và họ vào điểm sau. Chuyện như xếp thì máy xếp theo tên trước, điểm sau. Nhưng mà nếu xếp bình thường thì là bình sẽ lên đầu tiên, bình là lại là B mà. Sau đó đến phần thứ sau đến phần H, sau đó đến phần Ngọc, sau đó đến phần là Trần, sau đó đến phần Vinh. Mà không muốn, tôi muốn sẽ ngược lại theo thứ tự là điểm cơ. Điểm tôi muốn điểm là phải giảm dần cơ. Nói khác một chút thì làm như nào thì làm như này, sau. Tôi vẫn sử dụng cái vấn đề tự dụng cái này. Các cái này. Nhưng mà tôi chú ý là khác một chút, tôi phải sửa chút cái này thôi, không gì cả. Bây giờ tôi sẽ copy lại cái này. Copy lại cái này sang bên kia, tôi dùng lại nhé. Tôi dùng lại nhé, bên này này. Đó, tôi dùng lại. Dùng như thế nào? Với cái hàng này tôi để nguyên vẹn, không sửa, chỉ cần sửa phần này thôi. Sửa cái partition này thôi. Sửa như xong nhé. Cái của chúng ta là đây sẽ tự tăng dần. Còn của tôi muốn giảm dần thì phải sửa như này. Phải sửa như này. Đây không phải là lớn hơn bằng, tôi phải sửa đây là lớn hơn bằng nhé. Phải sửa cái là lớn hơn bằng. Thì nó sẽ là giảm dần. Sửa một chỗ thôi. Tiếp theo là tôi phải sửa như sau này. Phải sửa như sau, là sửa không phải là gì, không phải là giá trị của cái AI đâu, vì AI của cái AP này của chúng ta này, nó là một cái tuple mà phải sánh phân tử thứ hai này cơ. Thì sửa như sau này, đây sửa này nhé, đây sửa chỗ này là như này, chỗ này là gì, chỗ này là gì, là mở ngoặc ra là một, đấy, một tức là cái giá trị phân tử thứ hai của tuple. Sửa chỗ này thành 1. Sửa chỗ này thành 5 volt nhé. 5 volt 1. Sửa như thế. Còn chỗ này giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Chứ như vậy chỉ sửa một cỗ bút này, sửa mỗi này. Sửa chỗ này lớn hơn bằng này. Thì sẽ xếp lại theo tự là giảm dần này. Và không phải tiêu chí của nó, không phải là theo tiêu điểm bình thường, mà là theo cái phần tử thứ hai. Phần tử thứ hai là chỉ số 1 này. Là phần thứ hai chính là cái điểm số, đây là một điểm số nhé. Còn tất cả giữ nguyên hết. Ngày khi mà tôi vừa sửa một chút thôi là tôi cái hàm này là xếp theo cái tự giảm dần của A, nhưng mà theo cái điểm số. Được chưa? Đó, như vậy tôi làm rất đơn giản thôi. Ngay bây giờ tôi sẽ viết lại hai cái hàm trên này nhé. Đặt này. Hàm thứ nhất là FI, viết lại là hàm FI chính là data, sửa một tí thôi, là in. Hàm thứ hai là FO, sửa lại là gì? FO là điểm chấm ao. Và tôi viết hai cái hàm. Được chưa? Hai cái hàm, một cái hàm là đọc. Một cái hàm là đọc dữ liệu từ cái tệp này. Tôi tệp có gì? Tệp này là tệp có gì? Có cái có thứ Việt nhé, chú ý. Đầu tiên nhập vào là số N, sau đó nhập N là cái này. Được chưa? Tôi viết lại nhé. Vẫn là nhập nhé, vẫn là nhập dữ liệu nhé. Từ cái file là phải FI. Thế như vậy, không thể đổi cả. Mình làm như sau nhé.
Tôi đặt là mở cái đối tượng là F bằng là open, open FI. Và bây giờ tôi phải buộc phải thêm cái encoding vào đây vì nó là tiếng Việt. Buộc nhé là UTF 8. Đấy, buộc phải có cái này. Được chưa? Sau đó bây giờ tôi bắt đầu đọc này. Đầu tiên tôi đọc cái em là N trước với cái N đọc H là sàn đầu tiên sẽ là in của F chấm redline. Đây là cái hàng đầu tiên mà nó có một số thôi, nó có một n thôi, chúng đọc vào nó thật vào luôn là chuyển dùng hàm in đổi sang n luôn. Và tiếp theo chúng ta đọc n n n lần, tôi phải đọc lần lượt là n lần lần này này, 1 2 3 4 5 6 lần. Và lần như vậy tôi sẽ tách ra cái phần tên là phần tên trước phần điểm sau nhé. Này rất đơn giản, tôi dùng mệnh này. Ở đây tôi phải tạo ra một cái dãy, tôi đặt A bằng kim một cái list rộng này. Đấy, sau đó tôi mới for i in range n, đọc đúng n lần nhé. Rồi, bây giờ sao tôi đọc viết cái line bằng f, đọc tiếp tục là read line, đây là đọc dòng tiếp theo của cái hàm của cái file f, của đối tượng f. Vậy là đúng n, đọc là đúng n lần. Và một lần vậy đọc mà cái hàng tiếp theo. Và bây giờ tôi sẽ tách ra cái này là tách ra làm hai phần, tách ra cái phần tên và phần gì và phần tên và phần điểm, được chưa? Thì phần tên như sau này, tên là cái phần tên đầu, tên là chính là cái gì, chính là cái phần đầu của nó thôi. Là tôi tách ra là phần đầu và cái điểm là cái phần tử cuối cùng, được chưa? Thì điểm đấy rồi, điểm viết là điểm, điểm là phần tử cùng, điểm sẽ bằng cái điểm sẽ bằng là chính là bằng là float của cái phần tử cuối cùng, chính là cái line cái chữ số cuối cùng chính là chỉ một. Cái line mà cái line phải viết là chưa chưa đủ nhé. F chỗ đây là phải chấm split đã, tôi tách ra làm chấm split vì đọc vào nó làm nó sâu. Cái show này nó làm cái show như này, làm cái show lên show như này. Tôi tách ra là dùng lại split tôi tách ra. Thì phần đầu của nó là phần tên, phần cuối cùng nó là điểm. Thì cuối cùng là điểm nó là cái chỉ số chia môn, chỉ số là phần tử cuối cùng đây. Như vậy là tôi phải dùng tôi đọc vào này, thành một show này. Sau dùng là dùng split tôi tách ra thành cái dãy các cái show. Thì phần tử cuối cùng nó là cái này nhé. Được chưa? Bây giờ tôi lấy cái phần đầu tiên ra. Đấy, phần đầu tiên ra tôi gọi là tên đi. Phần tên là phần đầu của cái line này. Phần đầu của cái line này, phần đầu của nó là gì? Làm cái mảng nữa. Tôi viết nó là tên này. Tôi viết là M tên. Cái mảng tên đã nhé. Là gì? Nó chính là bằng cái phần đầu của line. Phần đầu của line là cái gì? Phần đầu của line là cái phần tôi dùng, cái dạng như tôi dùng đây. Đấy. Và len của line chỉ một, đây là phần đầu này. Đấy. Tôi lấy ra cái phần đầu của cái bỏ đi phần cuối cùng, phần cuối cùng là điểm này, đây là phần đầu nhé. Sau tôi phải nối lại và đặt tên là tên. Tên sẽ là bằng dùng cái này, dùng cái hàm join nối lại, dùng hàm join của mt. Đấy. Được chưa? Tính cái điểm, tính cái tên nhé. Đấy. Cái mt là chính là kim dạy các kim dạy các cái phần tử là họ đệm tên ấy, phần đầu trừ đi phần cuối cùng. Phần cuối cùng chính là line chỉ một đây, còn đây là phần từ đầu chuyển phần tử gần cùng. Đấy. Được chưa? Thì nó là cái này, sau tôi dùng lại join để tôi nối lại thành cái tên bình thường. Sau tôi ghép điểm tên và tôi đưa cái A, tôi dùng A này chứ mẹ append đưa vào cái gì? Đưa vào hai phần tử, phần thứ nhất là tên, đấy, phần thứ hai là điểm. Tôi đưa vào. Như vậy A sẽ là một dãy các cái làm cái phần tử của A làm cái túc bột gồm hai cái là tên và điểm. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ phải kết thúc chuyện này. Tôi sẽ đóng lại. Đấy. Dùng lệnh F close. Close lại như này.
À, tôi return à. Return à. Đấy. Được chưa? Rồi. Đây chính hàm này, hàm đọc dữ liệu. Bây giờ tôi ghi ra cái hàm ghi ra nhé. Tôi về là dev này, ghi dữ liệu. Ghi dữ liệu ra nhé. Thì gồm có đầu tiên là dãy A, sau đó là for. Tôi ghi ra cái dạng đúng như tôi muốn, là ghi ra cái dạng là cái dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên là n, xong n dòng tiếp theo là gồm có phần tên và phần gì? Phần tên và phần phần tên và phần phần điểm thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Đi ra như là đi ra thử ra rất dễ, các bạn dùng lệnh print để đi ra thôi. Như sau này. Đầu tiên ta đặt f bằng, đầu tiên tạo cái đối tượng f đã là for này, sau đó nó bắt buộc phải v kép ghi ra này, sau đó bắt buộc phải có encoding này, phải có này, và là bằng là gì? Bằng là UTF-8, phải chúng ta là phải có tiếng Việt. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu ghi ra, đầu tiên ra là n là trước nhé. Để tôi dùng lệnh là print, tất cả lệnh print hết nhé. Print này. Đầu tiên ra là len A trước này, len A này. Sau đó là ghi ra là file bằng F. Đấy. In ra xong xuống dòng. Lệnh print bây giờ là bây giờ nó xuống dòng. Sau đó in từ dòng 1. Mỗi dòng như sau, tôi dùng lệnh for i in à. Ở đây tôi phải dùng lệnh gì, tôi phải ở đây tôi thêm một lệnh cho nghe hơn, phải có thêm chữ n này. N bằng len a đúng nhé, ở chỗ này là không còn len a, chỗ này ghi là n n rồi nhé. For i in range n, tôi dùng lệnh print nhé. Print là a này, cái a i này in ra đầu tiên là cái không, là cái tên của a đó. Sau đó là điểm là AI 1, sau đó là file bằng F, sau đó này. Đúng lệnh này in ra n lần nhé, mỗi lần in ra là tên này và điểm này. Xong và đây kết thúc. Đây là tôi gì, đây là tôi đóng cái file lại, đóng cái mình là xong. Tôi nghe không nào. Bây giờ tôi kết thúc cái phần đọc dữ liệu, cái file, bây giờ tôi vào cái chính này. Đây, cái chính này là đây nhé. Desk. Đầu tiên là đọc A, đọc dữ liệu này nhé. Viết là A bằng nhập dữ liệu nhé, từ FI. Sau đó là dùng lệnh quick sort như bình thường, quick sort A đây. A này, sau đó là 0 này. Len A này. Chỉ 1. Như bình thường. Sau đó là ghi dữ liệu. Ghi dữ liệu. A, phẩy, F, O. Đặc biệt vào cái file là cái mặt cái tệp này giống như mặt trên, khác là chúng ta về sắp xếp theo thứ gì, theo thứ tự là ưu tiên điểm trước, điểm theo thứ giảm dần của điểm. Mình lại bước giảm dần nhé, để chúng ta chạy thử xem có được không. Chúng ta chạy thử xem có lỗi không. Không lỗi vậy, mình đã kiểm tra cái file điểm, file điểm này, file điểm ao ấy. Đấy, 6 này, quanh là 10.10 này, xong nó vinh này, cho nó ngọc này, trần bình này, hà này, bình như vậy, chính xác nó xếp theo tự giảm dần của điểm. Như vậy vẫn là kia, vẫn dùng cái tệp mà cái quýt sọt không thay đổi gì cả, chỉ sửa mỗi một chút tí tẹo chỗ này thôi là xong, thế bỏ đi rất là nhanh. Chưa, như vậy chúng ta vừa mới làm cùng bọn làm xong hai bài nhé, hai cái bài để chúng ta thấy là vừa ôn lại cái phần sắp xếp nhanh, cũng làm chỉ trị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần tiếp theo là một tập nữa. Bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta phân tích một chút cái sắp xếp nhanh.
Để bây giờ tôi sẽ quay lại xem cái này, bây giờ tôi copy cái này ra. Tôi copy cái này ra cho tôi vào cái tạo một file mới nhé. À, chúng ta cùng nhau phân tích cái sắp xếp nha. Một chút thôi, không có gì đâu nhé. Sắp xếp nha. Bây giờ copy lại. Vậy dùng nguyên cái trình này nhé, không thay đổi, dùng nguyên cái này. Dùng nguyên cái tệp này. Đấy. Thì sắp xếp nhanh này thì hôm trước nói rồi, bây giờ chúng ta công nhận thôi. Chúng ta công nhận cái sắp xếp này như sau nhé. Chúng ta công nhận cái sắp xếp nhanh này như thế này. Mà chúng ta sẽ dựa trên cũng như này, chúng ta sẽ phân tích một chút. Chúng ta thấy rất là hay nhé. Sắp xếp nhanh là một thứ toán rất là nhanh nhé. Cái sắp xếp nhanh, cái quick sort ấy. Nó rất là nhanh. Thì chúng ta phân tích một chút nhé. Thì đây, đây là trường hợp mà trường hợp tốt nhất, đây là trường hợp trung bình, trường hợp trung bình, và đây là trường hợp xấu nhất nhé, trường hợp xấu nhất của cái phân tích thực ra đấy, của cái sắp xếp nhanh nhé, xấu nhất nhé. Đấy. À, đây là quick sort. Thì cả hai chập tuyến trung bình này ta chứng nhận rằng nó chính là O của N log N. Đây là O của N log N. Cả hai trường hợp này nhau cả. Chứ là dãy chúng ta làm là bất kỳ. Còn trường hợp mà xấu nhất ý, xấu nhất khi mà dãy A đã sắp xếp đúng trước đó. Đã sắp xếp đúng và tăng dần hoặc giảm dần ấy, thì của nó sẽ là O N bình phương. Như vậy cái sắp xếp nhanh này nó có cái nhược điểm là gì, là trường hợp mà xấu nhất thì nó lại rất chậm. Đấy, rất là chậm. Nhưng cái ưu điểm của nó là trường hợp trung bình là rất là nhanh, trường hợp này là rất là nhanh, nó còn nhanh hơn cả sắp xếp trộn nhé, nhanh hơn sắp xếp trộn vài lần luôn, sắp xếp trộn. Nhưng mà có một nhược điểm nữa, là nó là thuật toán là không ổn định. Cái quy sọt này nó không ổn định. Cái này chúng ta hiểu ngay tại vì sao nó không bị là như thế này. Cái lệnh mà nó đổi chỗ này. Cái lệnh đổi chỗ là trong cái partition này. Cái đổi chỗ này nó không hề liên quan gì đến cái so sánh giữa AI và AZ, không hề liên quan. Nó chỉ liên quan đến cái phần tử pivot thôi. Cho nên nó sẽ sắp xếp nó sẽ đổi chỗ rất là tùy hướng. Đấy, cho nên chính vì cái hướng này nó tạo ra cái sắp xếp chúng ta nó không ổn định. Chúng ta sẽ làm chút cái điểm ao nhé. Ở đây có hai bạn là làm gốc chúng ta, đắc tam chúng ta là 10 này, oanh ở đây và Vinh ở đây nhé. Thì ở đây oanh Vinh cùng là 10 cả, oanh lên trước Vinh. Ở đây đầu ra cũng oanh đúng trước Vinh, mà chuyện là sẽ là đúng này. Nhưng mà nhiều khi chúng ta dùng sắp xếp nhanh ý, thì quy sẽ đến đổi ngược lại, đổi Vinh lên trước oanh. Nó không đúng, như thế ta gọi là không ổn định đấy. Tức là ổn định là gì? Ổn định là khi sắp xếp ý, nó hai phần tử mà bằng nhau ấy, thì trước khi sắp xếp như thế nào thì đằng sau xếp nó phải như vậy. Nhưng mà ở đây trường này may mắn là nó đúng thôi, còn chúng ta thử các trường khác thêm thôi sẽ không đúng nữa, nhưng vẫn không ổn định. Thì đó là cái nhược điểm của sắp xếp mà nhanh. Thì có cái bài tập cho chúng ta là chúng ta hãy biến đổi, chúng ta từ cái sắp xếp mà nhanh đó chúng ta biến đổi làm sao để cho nó trở thành ổn định. Đó là tập về nhà nhé. Mà tập đó đều là tập rất là hay và đều là khó cả. Thì bài tập đó tôi sẽ giải sau. Bây giờ chúng ta quay lại một chút để chúng ta phân tích một chút sắp xếp nhanh. Đây, để tôi ghi lại để các bạn xem. Chúng ta cùng nhau đặt tên đây là quick sort. Chúng ta sẽ hiểu vì sao cái nhược điểm của cái thằng này là cái gì, chính là trường mà tốt nhất ấy. Nó lại là bị ON phương, cái đó là nó là rất là dở luôn. Bị tôi làm thì cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cái gì, tôi sinh cái bộ dữ liệu mẫu
ngẫu nhiên cho chúng ta xem nhé. Đây, tôi dùng cái lần là dùng cái lần là form random, random import. Dùng cái hàm rand in nhé. Hàm rand in này tôi xin nhận dữ liệu. Đó. Sau đó tôi viết cái hàm def là sinh. Sinh dãy nhé. N vật liệu đây là A phải B. Đây là sinh dãy ngẫu nhiên là N phân tử. Ngẫu tử như vậy là các là một số nguyên nằm giữa A và B nhé. Tức là làm sao A bằng đây là sinh các bạn xem nhé. For i in range. Chúng ta làm quen với những cái hàm là sinh này nhé. Tôi làm nữa để cho các bạn thấy nhé. Hôm nay là trong tất cả những cái các cái đề kiểm tra học sinh giỏi bất cứ gì đó đều là được chúng ta đều phải là người chúng ta tự động sinh ra cái bộ dữ liệu hết. Chúng ta không chúng ta dựa trên thuật toán mà chúng ta dựa trên ý tưởng thuật toán, chúng ta sẽ tìm lời giải, chúng ta sẽ sinh cái bộ dữ liệu để chứng minh cho cái toán học mình là đúng. Thì đa số phải nói là 99,99% cái việc sinh test là sinh ngẫu, là sinh ngẫu nhiên. Chỉ trong một số trường hợp người ta sẽ cần yêu cầu là sinh ra cái bộ test đặc biệt không ngẫu nhiên để nó hỗ trợ cho việc là kiểm tra xem là trường hợp xấu nhất, trường hợp tốt nhất là như thế nào thôi. Còn đa số là cái việc sinh là sinh ngẫu nhiên, mà sinh ngẫu nhiên thì rất là dễ. Để các bạn xem như vậy là mỗi một cái y đây thì tôi sẽ việc bổ sung a, bổ sung a cái một cái hàm là hàm ngẫu nhiên, hàm rand in thôi, hàm rand in từ a đến b, a đến b. Đấy, được chưa? Và đây tôi return, tôi return à, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm thêm cái hàm nữa, tôi tính thời gian cho cái hàm nhé. From time import cái performance counter. Được chưa? Rồi tôi làm nha, bây giờ tôi thử bạn xem nha, tôi kiểm tra một chút nha. Tôi tính thời gian nha, test này. Tôi đặt N bằng bất kỳ, tôi đặt N bằng 1000 trước nha. Thử xem nhé, xem như nào cho nhanh nhé. Và tôi đặt A là cái sinh dãy. Sinh dãy đây, sinh dãy là N. Và các số là ngẫu nhiên từ 0 cho đến là 0 cho đến 2 n cũng là ngẫu nhiên rồi. Sau tôi tính thời gian đặt T1 bằng performance count performance count rồi. Sau đó dùng lệnh quick sort a 0 n 1 sau đó là T2 bằng perform count. Tôi print, tôi print ra xem là cái sắp xếp như vậy là hết bao nhiêu thời gian nhé. Print này, print là T2 trừ T1 để tính. Được chưa? Nó chạy thử cho chúng ta xem nhé. Đây, ra là 0.007 rất là nhanh, đúng không nào? Rất nhanh. Mình chúng ta thử, mình chúng ta bây giờ các bạn có thể làm thêm đây một game sắp xếp mà chèn, sắp xếp chọn rồi bọt, hoặc là sắp xếp mà trộn, thế được chậm cái này hết. Điều tăng này lên 10.000 nhé, 10.000. 0.08 giây, rất là nhanh, có thể không rất là nhanh nhé. Tôi để lên 100.000, xem là như làm nhé. Chúng ta là 100.000. Chậm hơn một chút đấy, vẫn là 1 giây, nghĩa là 100.000 nó là 1 giây nhé. Thế 100.000 tôi để 500.000 xem như nào nhé, 500.000. Là bao nhiêu? Nó sẽ là 5 giây, cũng là khá nhanh đấy nhé. Bây giờ tôi làm thử nhé, bây giờ tôi làm thử như sau. Bây giờ tôi sửa cái này là 10.000 thôi, 10.000 đấy, 1.000 sửa lại. Bây giờ tôi cho đây là trường hợp sinh, là đây là trường hợp sinh ngẫu nhiên đúng không? Sinh ngẫu nhiên thì nó chạy rất nhanh theo cái chúng ta vừa phân tích. Còn nếu mà A là dễ sắp xếp rồi thì rất chậm. Tôi bây giờ tôi sửa lại này, tôi dùng lệnh sort, nhưng mà A sắp xếp hai, dùng lệnh của Python nhé.
Nhưng mà A, đầu vào của A làm dãy có độ dài là 1.000 và đã sơ đúng rồi. Thì hai chạy không phải là nhanh nhanh thử thử nhé, với 1.000 để xem là nó bao nhiêu nữa. Thì chúng ta biết là theo cái bảng tôi nói thì với trường hợp này thì nó thời gian nó sẽ là O đồng phương rất là chậm. Đây, chúng ta thử nhé. Vẫn là nhanh đúng không? Vì tôi tăng là tôi vẫn tăng là 10.000 này. Chúng ta thử xem. Đấy, mình làm chậm hơn rồi đấy, thậm chí nó còn văng ra. Đây, đây cái chỗ là chỗ rất là mà chỗ là chỗ mà chúng ta mà chạy đầu tiên ấy thì cái cột rất là lúng túng, mà đây nó đều báo là vượt quá cái ngưỡng cửa của cái độ lớn của maximum của cái đề quy. Chú ý cái chỗ này, cái chỗ mà vì sao như vậy, bởi vì là cái chúng ta thấy là cái mặc định thì Python cho phép là gọi đề quy lồng nhau 1.000 thôi, 1.000 lần thôi, mà ở đây cái hàm cái partition cái quy sort này nó có thể gọi trường mà xấu nhất ấy, nó gọi là n lần, tức là đây là nó gọi là 10.000 lần, cho nó vượt quá. Thì muốn ta muốn xử lý cái này chúng ta phải tăng cái này lên. Chúng ta làm sao? Chúng ta dùng lệnh này. Muốn tăng kia này, tăng chúng ta dùng cái lệnh. Chúng ta dùng lệnh này import sys. Trong sys con nó có cái lệnh là set. Đây này, set gì đây là set. Đây, set recursion limit này. Đấy, mặc định cái này nó là 1.000, vì tôi tăng lên này là 1 triệu. 2, 3. Cho thử đến thẳng 1 triệu, vẫn tưởng vẫn không sao nhé. Để tăng lên này, thế nó không bị lỗi nữa. Đấy, như vậy chúng ta cho phép là đặt cho phép là gì, là trong Python cho phép là gọi đề quy lồng nhau là 1 triệu lần. Chạy thử nhé, vẫn rất là chậm, bởi vì sao, vì là nó là n bình phương mà. Rất là chậm. Đây là 10.000 đúng không, 10.000 của chúng ta không chờ được. Tôi để là 10.000, 1.000 thôi. Nhìn là nhanh hơn tôi đây. Thôi cứ để 10.000 đi. Để 10.000 cho nó chậm như này. Rất là chậm đấy nhỉ. Ôi, không đợi được, nó rất chậm các bạn ạ. Đấy, nhưng mà quả thấy như vậy là quy sau là cái nó có những điểm như vậy, những điểm là trường hợp mà dãy A chúng ta sắp tăng dần ấy, hoặc là giảm dần ấy, thì nó bị chậm, nó rất tốn cái ngăn xếp cái stack để chúng ta để lưu trữ các dữ liệu trung gian của khi chúng ta gọi hàm ấy, gọi quy ấy. Nó rất là chậm. Trên thực tế người ta ít thì dùng cái này, thực tế làm sao tôi muốn tả các bạn cách chúng ta làm như thế này nhé. Thực tế thì người ta không dùng cái hàm partition này, mà người ta dùng cái hàm khác. Nó chỉ cải tiến một chút thôi, làm cho trình nó bảo đảm rất là nhanh, mà nó không bị hiện tượng là chậm nữa. Thì làm như sau là rất đơn giản, cũng sửa lỗi cho họ xem nhé. Thì cái partition mới này người ta gọi là partition ngẫu nhiên. Người ta gọi cái này là random partition. Đấy. Thì như sau nhé, sửa như sau này. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta đặt cái P là một cái chỉ số ngẫu nhiên từ left và right. Đấy, làm như sau nhé. Đặt kia P này. P sẽ đặt như sau. P sẽ là một cái chỉ số ngẫu nhiên là ran in từ left và right. Đấy, đặt như này. Right. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đổi chỗ phân tử P với phân tử left, chúng ta là AP
ở chỗ thôi, rất là, cái hàm này cái là cái này rất đơn giản, AP và Aleph. Từ nha. Tôi vẫn đặt pivot bằng AP để nguyên ở đây nhé, đây. Vẫn đặt như thế này. Vẫn đặt là cái điểm là cái phần thứ hai, đặt như này, hình như này nhé. Đấy. Sau đó là như sau này. À không cần, không sao. Chứ không cần thiết để như này được. Đấy. Như là AP Aleph này bằng là Aleph. Tôi đổi cái vị trí của phần tử của cái AP đó ra đầu. Ra đầu nhé. Sau tôi làm như bình thường, sau tôi sẽ như bình thường, sửa mỗi chỗ này thôi, không sửa gì nữa. Đấy. Thì vẫn sửa như này, thì cái lệnh này chẳng hạn cả, cái lệnh này đó. Thì trong trường sửa như này, thì với cái lệnh này, với sửa như này thôi, thì với cái hàm quyết sọc của chúng ta nó sửa như sau. Thì cái chỗ này của chúng ta sẽ là không còn như nữa, chỗ này trong trường là random, nó gọi là random quyết sọc. Quyết sọc. Thì cái hàm này nó chụp chỗ này nó vẫn là O N L U này sửa một chút thôi, nó sẽ rất là nhanh. Thử một chút nữa, chúng ta chạy thử nhé, xếp đi nó vẫn chạy rất là nhanh. Tôi chưa đổi chữ L N L ở đây, quên cùng một chữ này. Random partition. Đấy, sửa này. Cái hàm này là không phải là partition bình thường, mà là partition, mà là random partition. Tức là sắp xếp mà, tức là phân đoạn đấy. Ồ, lỗi gì? Rồi, chúng ta vẫn để lép nhé. Khi đổi đây rồi thì là P đổi ra đây rồi thì cái này nó không còn đây nữa, chúng ta vẫn để lép bình thường. Lép bình thường nhé. Còn cái I này vẫn để lép bình thường. Sửa một tí. Đặt P là cái này này, xong đổi ra đầu. Đổi cái từ AP ra đầu. Thì máy vẫn là lép và I vẫn là lép bình thường. Sửa một chút thôi. Rất nhanh thế nào, nhưng mà trường mặc dù A nó xếp là sắp xếp nó sọt rồi nhá. Với 10 ngàn vẫn được này. Tôi để là 100 ngàn sẽ như thế nào nhé. Nhưng mà trong trường này dù có vẫn là 1.3 thôi. Như vậy là trong trường hợp mà ta sửa một chút thôi, ta đổi ra đời một chút thôi thì thấy nó rất là nhanh. Nó còn lại đây vẫn là O, N, L, N. Nhưng ta sửa một chút thôi thì tạo ra một cái sắp xếp nhanh như vậy. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm thêm một vài bài tập nữa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập tôi bằng cái bài tập rất là điển hình. Bài tập này này, cái bài tập tôi đã từng làm. Trong trước tôi làm khá nhiều, mà tôi muốn chúng ta cùng nhau làm lại cái bài này lần nữa. Chúng ta phân tích một chút và chúng ta sẽ làm. Nó rất là hay nhé. Cái bài này là cái bài sau là cái bài là cho trước một dãy số A và tìm cái tổng con liên tục mà lớn nhất của A. Bài tập là như thế này nhé. Đây là cái bài toán rất là nổi tiếng. Bài toán như sau. Bài toán là như sau. Bài toán là tìm tổng con lớn nhất của A. Của dãy A. Bài này có tên tổ tiết mà có tên là MSAP. Nó là tiếng Anh thì nó là Max Up Array. Max Sum. Sum. Xong là Sub Array. Array. Cái bài hát rất là nổi tiếng. Thế thì tức là cho chữ A này, cho kiêm cho dãy A, cho dãy số nguyên A nhé, có dãy âm hoặc dương nhé, số nguyên A.
À không này. À một này. À, em là chỉ một này. Bây giờ tìm cái dãy con. Tìm cái dãy con là ví dụ như là A, từ AI trở đi AI nhé. AI này. AI cộng một này. Cho đến AG. Sao cho tổng lớn lớn nhất. Cái này tôi đã từng làm các bạn trong cái phần thuật toán, trong phần toán châu bò ấy. Thì bài này là cái bài mà rất nổi tiếng, cái trong phần toán châu bò tôi đưa ra một cái toán rất đơn giản, cái độ phức tạp của nó là ON bình phương, chúng ta biết rồi. Cái lề giải châu bò là N bình phương. Lề giải đơn giản. Chúng ta dùng hai vòng lặp là được. Đơn giản là ON là bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó dưới cái dạng là dùng cái chi để trị, chúng ta giải nó. Được chưa? Bây giờ ta cùng nhau giải cái này là dạng là chi để trị. Ý tưởng như sau nhé. Cái bài này ý tưởng như này, ý tưởng của bài này là như sau. Cái bài toán là tìm tổng quan lớn nhất này. Bài toán. Tìm tổng tổng quan lớn nhất. Tức là tìm tìm tổng quan có dạng là AI AI cộng 1 liên tục cho đến AG nào đó. Đấy. Sao cho cái tổng của chúng. Tổng của chúng là cái tổng. Tổng của chúng là maximum. Dãy này ít nhất phải có một phần tử. Một phần tử vẫn là dãy đó nhé. Thì lấy ví dụ nhé, chúng ta sẽ hay ví dụ cụ thể này, ví dụ nhé, ví dụ này. Ví dụ như là ví dụ một mà dãy A là toàn toàn là các số, toàn các số mà dương. Thì cái tổng quan này là thì cái tổng quan nhất chính là tổng chính tổng A, thì cái tổng quan thì cái dãy con maximum, cái dãy con là dãy con max là chính là A. Đúng không? Chính là A thì vì A toàn số dương mà, thì cái tổng toàn bộ nó sẽ là lớn nhất. Còn trường hợp thứ hai, ví dụ hai là ví dụ là dãy A là gồm toàn số âm thì sao? Toàn số âm thì cái đó là cái dãy con là dãy con tổng nhất, chính là dãy gồm có một phân tử và phân tử đó là phân tử minimum của A, chính là gì, là cái dãy gồm có một phân tử minimum của A, minimum của A. Ví dụ như là A nhé, A là cái dãy gồm có là trừ 2, trừ 1, trừ 5, trừ 6, trừ đi 7. Thì cái dãy con của có một phần tử là trừ 7, chỉ là cái phần tử mà có cái tổng này nhỏ nhất. À tổng lớn nhất chứ, à đồ bài tổng lớn nhất này. Thì cái tổng lớn nhất chính là cái phần tử là maximum của A, chính là cái 1 này. Thì cái dãy con gồm một phần tử là max của A, chính là cái dãy con có cái đúng không nhỉ, có cái tổng là lớn nhất. Vì chúng ta có tổng lên là cho nó bị giảm đi mà nhé. Đó thì đó là ví dụ nhé. Thì cái làm chúng ta dùng chia trị là như sau. Chúng ta sẽ chia cái M dãy A làm đôi thì như sau, ý tưởng như sau là dãy A của chúng ta này, chúng ta kiệu là cái kiệu bên trái, chúng ta kiệu là left, bên phải kiệu chỉ số là right, và chúng ta gọi điểm giữa đây là điểm là giá trị là mid, được chưa? Rồi thì chúng ta chia các cái dãy của chúng ta, dãy con ấy, chúng ta dãy con chia là ba loại, các cái dãy con của A nhé, cái dãy con của A, dãy con của A được chia là ba loại, chia là ba loại, ba loại nhé. Ba loại. Loại thứ nhất là cái dãy con đó, dãy con nằm trong hàng ở bên trái, nằm trong cái dãy là A từ từ chỉ số left đến chỉ số mid. Đấy. Tôi kiểu này là kiểu hai dữ cạnh nhau là dãy số gồm cả left và cả mid nhé. Chú ý các bạn, tôi tránh dùng dùng cái này.
cái này chúng ta hay dùng trong Pascal đấy, ví dụ như là left hai chấm như này. Nhưng mà cái này không được nên dùng ở trong Python. Trong Python hiểu cái này, đây là trong Python thì là hiểu đây là một slicing từ left đến mid trừ một, cho nên tôi không dùng cái này mà dùng cái ký hiệu là a left hai chấm ở đây này. Đấy, thì dùng cái này hợp lý hơn nhé. Vì ở trong Python nó còn có cái khái niệm slicing, tức là cái lá cắt ấy, là như vậy là cái hai chữ mà trên mà dạng như này thì không được, mà phải dùng hai chấm bên cạnh. Như vậy là một là dạy con A nằm trong từ left đến mid nhé. Hai, dạng thứ hai là dạy con nằm bên phải, dạy con nằm bên phải của dãy A từ vị trí là mid cộng 1 đến right nhé. Loại thứ ba là dãy đó là phải đi qua điểm mid này, đi qua điểm mid và sang bên phải nữa, tôi gọi là dãy xuyên tâm, dãy con xuyên tâm là phải qua cái vị trí mid. Tức là dãy con như sau, dãy con thỏa mãn là gì, là dãy con thỏa mãn là a y nhỏ hơn hoặc bằng mid, nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn là bằng mid và nhỏ hơn là bằng g. Đấy. Cái này gọi là dãy xuyên tâm. Thì như vậy là dãy con của A chỉ có 3 loại thôi. Thì tôi tìm tìm maximum trong 3 loại này thì sẽ ra. Thì cái loại 1 này là tôi dùng đệ quy, tôi gọi cái hàm đệ quy ở phần bên trái của A, gọi là chi đệ trị. Tức là tôi dùng đệ quy để tôi gọi. Còn nằm bên phải, dùng đệ quy để gọi cho bên phải, đệ quy. Còn cái xuyên tâm tôi viết cái hàm riêng để tính. Nhưng mà cái bài này tôi cần cái hàm tính cái dãy con mắc, là dãy con xuyên tâm y đến g và đi qua điểm mid. Sau đó tôi tìm dãy con mắc của kia bên trái, dùng để gọi đệ quy. Tôi gọi dãy con mắc bên phải, dùng đệ quy mà tôi sẽ làm ra. Sau thì tôi cùng gọi là cùng thiết kế cái này. Cái này thông đúng nghĩa là nó chính là chia đề trị, chia đôi, cái đôi xong nửa trước này nửa sau này. Và cái hợp lại tôi phải gọi kia mà cái hàm xuyên tâm nữa. Đó, thì đây chính là cái, đây là bài rất điển hình về chia đề trị mà chúng ta cùng nhau kiểm tra xem là dùng cái tư tưởng này thì sẽ lập trình nó sẽ nhanh hơn như thế nào. Thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Thì đầu tiên chúng ta viết sơ bộ cái hàm chính đấy nhé. Chúng ta sẽ viết cái hàm mà hồi trước chúng ta viết cái hàm tính xuyên tâm đã nhé. Viết nhé. Cái hàm này là tôi dùng là max cross. Đấy. Tức là tìm tất cả các dãy mà xuyên tâm từ left xuyên tâm mid và đến cùng lắm đến right. Đấy, đây là. Để chưa? Và cái hàm này nó sẽ giống cái nó trả lại ba biến biến nhất. Ví dụ như cái câu bài này là tìm cái độ dài của cái dãy con max, có tổng là nó max và khoảng độ dài mà tìm dãy con có tổng là max và chỉ ra cái vị trí đầu và vị trí cuối của dãy đó, thì tôi sẽ trả lại ba vị trí đó nhé. Thì cái bài này cái hàm để tìm dãy con để con xuyên tâm có tổng max. Đấy. Được chưa? Chúng ta cùng nhau làm cái bài này. Cái bài này rất là để hình nhé. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng cái biến sau đây này. Chúng ta sẽ dùng cái biến như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái biến sau đây, chúng ta sẽ trả về cái dãy mà cần phải tìm ấy, là cái biến mà lưu dãy max là như sau. Được rồi, chúng ta dùng cái biến là biến sum. Biến sum. Xong nhé. Và biến là max l là bên trái và max r là bên phải.
Thì cái làn sau này, cái làn mà chúng ta đây chúng ta làm sau, chúng ta sẽ đây mô tả kỹ tổng kết của cái hàm hàm max cross là như thế này. Chúng ta xuất phát từ cái điểm mid. Chúng ta xuất phát từ cái vị trí mid. Và chúng ta đi về phía trái. Để tìm ra cái để tìm ra gì? Để tìm ra cái tổng con. Cái tổng con chúng ta có giá trị là max ở bên trái. Tôi gọi cái điệu là max bên trái, max trái. Sau chúng ta đi tiếp bên phải cho đến tận bên này và tìm ra dãy con lên, dãy con liên tục có cái tổng max, có cái tổng max max phải. Sau chúng ta kéo lại, đây chính là cái tổng mà đi qua mid và có giá trị là có cái tổng max cả trái cả phải. Là bên sau nhé, chúng ta phải dùng kiểu trái và phải, dùng kiểu L và M, L và R để mô tả nhé. Để mô tả các bạn xem. Đây, đầu tiên tôi tính nhằm này, đi xem bên trái trước nhé. Bên trái trước tôi kiểu là sum L là cái tổng tạm thời phía bên trái thì tôi qua cái tổng bên trái là đi qua từ mid. Thì tôi đặt cái này là A mid. Vì là con tính đi qua điểm mid chứ. Dãy con trái kiểu là đi qua mít, tôi định nghĩa như vậy nhé. Đấy, như vậy là sum tổng trái này bằng này. Đấy. Còn cái max L là cái chỉ số ở bên trái tạm thời ta là mít. Tôi sẽ nghe bắt đầu xuất từ mít mà được chưa. Đấy. Và tôi dùng cái biến, đó là cái biến sum mô tả cái tổng hiện thời. Cái tổng hiện thời tôi tính xem tôi so sánh với tổng max kia. Thì là không. Được chưa? Rồi tôi bắt đầu này. Tôi for chạy cho y nhé. Y chạy, y lên chạy bắt đầu từ mid. Nhé, bắt đầu từ mid. Sang bên trái. Sang tận cùng bên trái chính là left chỉ 1. Và đi đây là chỉ 1. Đi từ mid sang đến left. Bên trái nhé. Và mỗi lần như vậy, tôi thêm đặt sum bằng, tôi tính cái tổng hiện thời, sum cộng với AI. Tổng bên trái mà. Thì đây là cái tổng này là tổng hiện thời, tổng hiện thời nhé. Đây là tổng hiện thời. Tổng hiện thời bên trái. Đấy, chưa? Thì cái này, bắt đầu kiểm tra. Nếu mà if mà sum này mà lớn hơn sum L. Rồi tôi đặt lại, tôi đặt là sum L bằng sum và đặt max L bằng y. Mà chỗ này là xong cái phần bên trái nhé. Bây giờ tôi sẽ sang bên phải này. Chỗ này là duyệt xong bên trái. Sau đó tôi duyệt xong bên phải. Bên phải là tôi bị bên trái y rồi, bên phải bắt đầu phải y y cũng một chữ y. Từ bên cũng một chữ y nhé. Thì bên phải là như sau. Bên phải tôi đặt là sum. Bên phải là như sau. Bên phải tôi đặt là sum kia là sum L bằng không. Sau đây là cái tổng của tổng mắc ở bên phải nhé. Dãy con trái đi qua mid, dãy con phải không đi qua mid, cho nên dãy con phải là không qua mid, chúng tôi không để một cái điểm không. Thì sao nên vậy, vì là dãy con bên phải, con phải không đi qua mid. Không đi qua mid, được chưa? Mà tôi đặt là max R. Chia bằng mít rồi, tính mít trở đi. Đấy, được chưa? Và cũng như vậy, ta đặt sum bằng 0, đây là tổng hiện thời. Đây là tổng hiện thời bên phải. Tổng hiện thời. Dãy con bên phải. Được chưa? Sau tôi đặt dãy từ for y in với phía trên. Y phải bắt đầu từ
phải bắt đầu từ từ mid cộng 1 trở đi, từ mid cộng 1 nhé, đến lệ đến roi cộng 1, đến roi cộng 1, đến roi dừng lại. Mà tôi tính sum bằng sum cộng với AI. Và cũng như vậy kiểm tra, nếu sum lớn hơn này, này if nhé, bên phải. If sum mà lớn hơn sum error thì đáp là sum error bằng sum và là cái max error bằng i. Thế thì mình đã sau hai vòng lặp, lặp ở đây là đi sang bên trái và sang bên phải, rồi tìm được cái dãy con max và cái hàm này chỉ bất chỉ có thể ra là on thôi. Tới đây tôi làm xong, tôi biết là dùng cái hàm mà tôi return luôn. Kết quả return là gì? Return là sum l cộng với sum r là cái tổng tổng max của chúng ta. Đấy, tổng max nhé. Tổng max là 2 là 2 cái này. Mà cái chỉ số bên trái là max l. Max l, chỉ số bên phải là max l. Đấy, trả về kia. Đấy, còn lớn nhất là tổng lớn nhất xuyên tâm là có tổng là cái này. Chỉ số trái chỉ số phải đây. Đấy, trả về chính là cái này. Đưa lại kia biến max sum max l và max r. Đây chính là cái em, đây chính là cái hàm mà là xuyên tâm nhé. Bây giờ tôi dùng hàm này tôi làm tính cái phần, đây là cái hàm chính nhé, đây là cái hàm chính. Như sau, chính thật là max max sub array nhé, a left right. Dùng chia trị nhé, hàm này là chị thế. Như sau này mẹ vì kiểm tra nếu mà left nhỏ hơn bằng right thì tôi làm lớn thôi nhé. Có thể hay cần thiết nếu mà dãy rộng thì chúng ta không có, chúng ta trả về là rộng thì chúng ta nên nếu mà lớn hơn roi là dãy rộng. Đấy, thì sao? Thì chúng ta sẽ trả về là không. Trả về là chúng ta return. Return là gì? Return là không phải return không, mà return coi như là nếu mà dãy mà rộng thì trả về cái tổng của chúng là trừ vô cùng đi. Trừ vô cùng chính là float của trong bài thân cho số kiểu này là trừ vô cùng nhé. Đây trừ inf. Đây là trừ vô cùng đấy. Trong bài thân và kiểu của nó thì và cái là nan chỉ số là nan. Chúng ta trả về là cái giá trị mà giá trị của kia là giá trị của kia là kia đây chúng chưa đóng này lại không cần không đấy ba trong số nhé. Còn bây giờ là ngược lại L tức là left nhỏ hơn bằng right. Cho là như sau, chúng ta có cho thêm lệnh một cái nữa L if nếu left bằng right thì chúng ta trả về left bằng right thì lập tức trả về luôn nhé. Nếu left mà bằng right thì chúng ta sẽ lập tức là có một return a left luôn nhé. Độ dài của nó là a left và chỉ số của chúng là left. Nếu mà dữ số là rỗng thì trả về là trừ vô cùng nan. Còn nếu mà dữ số có một chữ số có một phân tử thì trả về là chỉ phân tử đó và chỉ số là left. Bây giờ tiếp theo là L thì như là trường tổng quát thì chúng ta đặt chữ sao, chúng ta đặt mid bằng
left cộng với y chia 2. Mà chúng ta tính nhé, chúng ta tính gọi để quy, gọi để quy cái hàm bên trái thì tôi kiện là left cái phần tử mắc ở bên trái kiểu left l, bên phải của bên trái left right l chứ là right. Đây là sum sum l, trả lời sum l, left l và right l. Đây là cái dãy con mà có tổng lớn nhất nằm bên trái của cái dãy A. Chính là gọi để quy nhé, là max sub array của A, left mid. Thì bên trái thì là sum left và right cùng là l cả, l l l. Còn bên phải thì là sum l. Sau đó là left l và right kiểu right l sẽ bằng max sub array của a mid cộng một right. Đây là gọi đồ, đây là gọi để quy đấy. Đây chính là phần chia này, đây là chia nhé, đây là trị này, đây chính là phần trị đây nhé. Cuối cùng tôi đặt gọi tiếp cái hàm trên này để tính tính dãy con mắc xuyên tâm, mắc cross xuyên tâm, thì xuyên trong tôi kiểu là sum x left x right x thì bằng là max cross của a left mid right. Đấy, được chưa? Gọi thì bây giờ kết hợp chúng ta đây là chia này, đây là trị này, và bây giờ sẽ là kết hợp cho là cái này mà cho so sánh nhé. Thì trong ba cái sum l, sum l, sum x cái đồng lớn hơn thì chính là đáp số nhé. Chúng ta kiểm tra này, if này, if mà là sum trái mà lớn hơn nhé, lớn hơn bằng là sum bên phải đồng thời là sum trái mà lớn hơn bằng là sum xuyên tâm, thì nếu như này thì chúng ta sẽ return là sum trái nhé, left trái và right trái. Và tiếp theo này, L ít này, nếu mà sum phải mà lớn hơn, bằng sum trái, đồng thời sum phải lớn hơn hoặc bằng là sum của xuyên tâm x thì chúng ta sẽ return sum phải left phải và right phải. Còn lại thì chúng ta mới return cái xuyên tâm là sum x left x right. Để chính cái phần đáp án của chúng ta này nhé. Mình tôi thử nhé, mình tôi test thử này. Giả sử A tôi bằng cái dãy con như này, chiều 1, 0, 3, chiều 4, 6, 7, 6, 7, trừ 5, 1, trừ 9, đấy chưa? Và tôi sẽ bây
Từ tính là mắc này, mắc này, left này, left, right. Vâng. Gọi cái hàm mắc này. Cái hàm chính là này này, mắc sắp ở đây này. Đấy. A, à, không, lên A, trừ 1. Tôi print dễ. Print cái mắc này ra này. Và tôi in ra dễ luôn. Tôi for e in range từ left đến right cộng 1. Tôi in ra print kia cái AI dễ con ạ. Mình in ra cái mask này này và in ra cái đấy nhé. Ở đây có thêm lệnh cho mình enter, mình in ra đây này. Vì nếu mà này, mình thêm lệnh cho mình enter nhé. Ở đây là if cái mask này mà lớn hơn float thì mình in ra cũng float của trừ in thì mình in ra không in không thì báo là mày là được chưa? Mình cứ dễ này nhé. Để kiểm tra xem có sai hay không nhé. Đây là một chương trình nhé. Đây là max sub. Một chương trình rất là một ví dụ rất là điển hình của kia của chị để chị để cùng nhau kiểm tra. Đây là 67 nhé. Tôi in ra cái dễ ban đầu nhé, chị yên tâm này, in ra tôi print cái ban đầu ra để cho kiểm tra xem là kết quả của nó là 13 và nó là 67, in ra chữ 67 này, hai cái file dễ nhau này. Bên tôi kiểm tra, tôi kiểm cho cái dễ A là gồm toàn các số 1, 2, 3, 4, 5, đúng rồi, in ra toàn bộ dễ A nhé. Để phải ra toàn bộ dễ A, đấy là đúng nhé. Bây giờ cho cái A làm cái ví dụ nữa, gồm toàn số âm trừ 1, trừ 2, trừ 10, trừ 3, trừ 6, trừ 9. Đấy, thì nó sẽ in ra là hình như là trừ 1. Đấy, trừ 1. Bị lỗi cho nên là trừ 1 nhỉ. Nó phải in ra là cái nó phải in ra là 0 đến 0 nhỉ. Chắc bị sai nó cho kiểm tra một chút nhé. Trường hợp này cái số max chúng nó chỉ là cái trừ 1 này. Thì tôi kiểm tra một chút nhé, tôi tăng cái này lên là trừ đi 6 sẽ ra là trừ 2. Trừ 2 là trừ in ra một số nhé. Tập trước nhé, cái này là sai cái này nhé. À, mình in ra hai số thôi, mình in ra một số, mình in ra cái đấy đâu, mình in ra cái số đó thôi mà nó là chia trừ 2 đúng không? Hoàn toàn chính xác nhé. Hoàn toàn đúng, không bị sai cả. Đó thì nhưng mà chúng ta thấy, nhưng mà chỗ này chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Cái bài này của chúng ta này, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nha. Cái bài này. Như vậy là cho thấy là với trường hợp mà n mà bằng 0, n bằng 1 thì nó chỉ là đây nha tôi em. Thì nó chỉ là có một đơn thời gian thôi. Còn trường hợp là tổng quát này. Đấy, thì cái chỗ này là mất n trừ 2 thời gian, n trừ 2 thời gian, tn trừ 2 này, đây tn trừ 2 nó bằng 2 lần nhân với t, 2 lần nhân với tn trừ 2 cộng cái chỗ này là chỗ này là làm on thời gian, còn phần dưới này là o một thời gian. Vậy suy ra như sau, vì sau này chúng ta có như sau, chúng ta có câu trả lời này,
tôi cho là như sau nhé, với bài này như thế là t0 bằng t1 chỉ là bằng 1 như vậy thời gian, còn tn bằng 2 lần t của n chia 2 cộng với o n. Mà từ đây chúng ta có thể suy ra từ định lý cơ bản của cái của tính toán thời gian, hay là cách chứng minh tương tự như cái bài sắp xếp chọn, thì chúng ta suy ra nên cái t này của chúng ta nó chính là bằng o lớn của n log n. Mà đây là kết quả này tốt hơn hẳn so với cách làm mà châu bò, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta dừng ở đây nhé. Bây giờ tôi phần này sẽ có rất nhiều bài tập mà chúng ta sẽ làm bài tập trong tuần sau, thì đó tôi sẽ giải bài tập, hoặc tôi có thể thu âm trước cái bài tập mà tôi gửi cho các bạn xem. Thì với cái bài này chẳng hạn, với cái bài này chúng ta xem bài tập về nhà như sau. Bài tập về nhà cũng rất nhiều bài, nhưng mà cụ thể bài này này, việc các bạn cùng nhau làm thử xem này, chúng ta sẽ rút gọn lại, tìm cách chứng minh, tìm thuật toán khác của bài trên, tìm cái thuật toán của cái bài là max sắp ở đây nhé, sao cho thời gian của nó chỉ là o n thôi. Nhưng mà lại một lần nữa nhé, đây là câu hỏi, đây là bài rất khó, rất là hay nhé. Thì phần này sẽ là phần có rất nhiều bài tập, thì tôi muốn hôm nay cái buổi chúng ta làm số bài tập thôi, để chúng ta có hình dung như vậy. Cái phần tức là cái phần chia để chị là một trong những phần trọng tâm của chương trình team 11 trong phần chuyên đề. Đây là phần rất nhiều bài tập. Thì hôm nay là kết thúc cái phần về chia trị, chúng ta mất hẳn 4 buổi về cái đề nhé. Thì đến buổi sau sang cái phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Mình sẽ nghỉ tập nhé, từ nhà xin chào các bạn nhiều nhé. Là chú ý.